Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay, ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc bán tải đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger phiên bản XLS. Thưa với quý vị và các bạn, phiên bản XLS tức là cái phiên bản số tự động một cầu quý vị và các bạn nhé. Trong Ford Ranger nó chia ra làm rất nhiều phiên bản XLS, XLT, Y-Track. Thì riêng cái phiên bản XLS này thì nó có cả số sàn và số tự động. Thì đây chính là chiếc phiên bản số tự động một cầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đăng ký từ năm 2016 mới lăn bánh được hơn 7 vạn km thôi quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này là chúng tôi mua về là cái đồng hồ nó hơn 7 vạn km là tôi để yên, chuẩn 7 vạn km quý vị và các bạn nhé. Nếu như quý vị và các bạn đến xem xe trực tiếp, tôi có thể cho quý vị và các bạn xem lại cái video, cái hình ảnh mà tôi mua tại nhà chủ xe, đồng hồ như thế nào và chất lượng ở nhà chủ xe như thế nào. Thì tôi chụp lại ngay tại nhà chủ xe nhé. Trên điện thoại bây giờ rất thông minh, chụp ảnh nó có ngày, giờ, địa điểm. Đấy, tôi mua tại nhà chủ xe là tôi chụp lại để quý vị các bạn đến xem là thấy được, so sánh được cái đồng hồ lúc tôi mua như thế nào và lúc tôi bán cho quý vị và các bạn nó như thế nào. Thì chiếc xe này là nó còn nguyên, còn rất là đẹp nhé quý vị các bạn thấy đấy ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được hơn 7 vạn thôi và tất cả mọi cái nó còn rất là mới, dàn lốp còn rất đẹp đây quý vị các bạn nhá. Đây, tôi quay cho quý vị các bạn xem từ cái dàn lốp đã này. Trước tiên thì quý vị các bạn xem này, từ những cái khung gầm. Và chiếc xe này là chúng tôi cũng mới mua về, chưa có dọn dẹp gì đâu quý vị các bạn nhé. Vừa mới rửa qua đi một chút thôi là tôi đem ra đây tôi quay cho quý vị các bạn cùng xem, chứ chưa có dọn dẹp gì cả. Đấy, dàn lốp này còn rất đẹp đây này. Rất là đẹp, rất là đều xe quý vị các bạn ạ. Tại vì những chiếc xe bán tải thì rất là nhiều xe đăng ký ở tỉnh và đặc biệt là những cái vùng biển nhá, thì những cái vùng gầm này là nó hay bị han dỉ. Còn chiếc xe này là đăng ký tại Hà Nội cho nên là chạy ở Hà Nội, chiếc xe nó còn rất là đẹp, rất là mới, đẹp cả từ những cái phần gầm. Đây, cái dàn lốp còn rất đẹp đây quý vị các bạn nhé, rất là dày. Đấy, là dàn lốp rất là dày. Quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc đổ dầu và mà chạy thôi, không phải làm gì cả. Đến chúng tôi mua về chúng tôi cũng còn không phải làm gì cả đâu, còn chưa dọn dẹp đâu. Đây là cái lốp sơ cua đây quý vị các bạn nhé, lốp sơ cua còn nguyên, chưa hạ đây này. Chiếc lốp này được treo ở dưới gầm cho nên là đi nó hơi bẩn một chút thôi, chứ còn là chưa hạ đâu, vẫn còn nguyên cả vạch sơn lốp này. Đấy, rất là đẹp, rất là mới đấy, gầm rất là mới, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì mà nó đã đẹp mới như thế này rồi đấy ạ. Quý vị và các bạn xem thì quý vị và các bạn thấy được luôn về cái chất lượng của nó. Tôi quay rất chi tiết, tôi quay sát từng cái, giới thiệu từng cái, từng chi tiết một cho quý vị các bạn cùng xem. Để quý vị và các bạn đến với tôi thì chất lượng là xem video là có thể biết, đánh giá được cái chất lượng nó như thế nào rồi. Quý vị các bạn đến salon xem xe thì không thất vọng nhá, tại vì là nó rất đẹp như thế này đấy ạ. Bên ngoài thì là tuy nó có hơi xước sát một chút nhưng mà chúng tôi cũng để nguyên vì nó ở cái phân khúc bán tải đây này. Nó chỉ hơi xước sát một chút thôi. Nếu như chúng ta nhìn thật gần vào thì mới thấy được là nó xước sát, chứ còn nếu nhìn từ xa là không thấy nó xước sát đâu. Đấy, tôi cứ để nguyên như vậy. Mua về nó như thế nào là tôi đem ra đây tôi quay cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây, những cái vết xước sát như thế này thì nó rất là nhỏ nhẹ thôi này. Phải nhìn tinh thì mới thấy, nếu như đánh bóng thì là nó cũng hết. Nhưng mà chúng tôi cũng để nguyên thôi, vì chiếc xe này thì tôi vừa mới mua về. Vừa mua về cái là đem ra đây tôi quay, tôi giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn cùng xem luôn ạ. Chiếc xe này là phiên bản XLS số tự động một cầu, phiên bản đủ rồi. Và chủ xe cũng đã lắp thêm nắp thùng rồi quý vị bạn nhé. Nắp thùng thấp, đây là cái nắp thùng thấp mà chủ xe đã lắp thêm đấy ạ. Đấy, cái phần nắp thùng mà chủ xe đã lắp thêm. Cho nên quý vị và các bạn nào mà mua về thì cũng không phải lắp thêm đồ gì nữa nhé. Từ nắp thùng này đến vè che mưa này đã được chủ xe lắp thêm hết rồi. Đấy, rất là mới, rất là đẹp ạ. Tôi đã đi một vòng quanh về cái phần ngoại thất cho quý vị và các bạn cùng xem rồi đấy ạ. Không có một vết xước nào đâu, rất đẹp, rất mới. Và mới lăn bánh có hơn 7 vạn km thôi. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang đăng bán với giá là 545 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Sản xuất năm 2016 và vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng đơn giản, chỉ 545 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Ford Ranger XLS số tự động sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Và biển số của chiếc xe này thì rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Biển số của chiếc xe này thì rất là đẹp, 62462 quý vị và các bạn ạ. Biển số rất là đẹp.
Đây, tôi mở cho quý vị và các bạn xem cái biển số của chiếc xe đây ạ. Đấy, biển số này 29C62462, biển số rất đẹp quý vị và các bạn nhé. Đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Đấy, lăn bánh hơn 7 vạn km rồi. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ tất cả còn nguyên bản ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần keo chỉ ốc ác, rồi thì đến cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi mua về chưa có dọn dẹp gì đâu, cho nên nó chỉ hơi bẩn một chút thôi, chứ còn cơ bản của nó còn rất là đẹp. Trước tiên thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ của cánh cửa trước bên lái này. Đấy, đây là cái phần keo chỉ này. Keo chỉ còn nguyên bản nhé, chúng tôi cam kết là không bị đâm đụng, không bị mất một phân keo chỉ nào cả, còn nguyên bản hết này. Đến ốc bản lề cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên và còn rất là đẹp đây. Chạy hơn 7 vạn, với hơn 7 vạn thôi thì quý vị và các bạn xem về cái phần vô lăng này thì quý vị và các bạn thấy này này. Cái vô lăng này rất là đẹp, đấy, rất là mới luôn nhá. Đấy, quý vị bạn nhìn cái vô lăng này thì mới thấy được là nó còn mới còn đẹp như thế nào đấy. Đấy, chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị và các bạn cứ nhìn cái vô lăng là biết. Và đây là cái phần gương gập điện. Gương gập điện là chủ xe đã độ thêm cái phần gương gập điện auto, chỉ việc xuống xe là bấm là gương gập điện này. Bấm khóa là gương tự đóng, còn mở khóa ra là gương lại mở ra. Đấy là cái phần độ thêm. Và chủ xe cũng đã lắp thêm cái ghế da. Nguyên bản của phiên bản này là ghế nỉ, ghế nỉ, nhưng chủ xe cũng đã lắp thêm cái ghế da rồi quý vị bạn nhé. Đây này, ghế da. Và cho quý vị bạn xem, tôi moi ra cho quý vị bạn xem là cái da này ấy, là da rất là xịn đây này. Nguyên bản của Ford Ranger XLS nó chỉ là số, nó chỉ có ghế nỉ thôi, nhưng đây là chủ xe đã làm thêm ghế da. Và ghế da này là ghế da cực xịn đây quý vị bạn nhé. Đấy, tôi phải móc ra cho quý vị các bạn để chứng minh cho quý vị các bạn thấy được là cái bộ ghế da này rất là xịn đây này. Đấy, rất nhiều người đã làm ghế da nhưng mà hay làm giả da thôi. Bộ ghế giả da nó chỉ có 2-3 triệu thôi, chứ còn bộ ghế da xịn thì nó có rơi vào giá từ 7-8 triệu trở lên. Đấy, rất là đẹp. Và lót sàn da, lót sàn 5D, đây là cái trải sàn da 5D đây quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là lịch sự, rất là đẹp. Chủ xe cũng rất là cẩn thận đây. Những cái phần này là nó hơi bẩn đây quý vị bạn này, do chúng tôi mua về là chưa có dọn dẹp gì nhé. Đây, chưa có lau dọn gì, nó bụi bẩn đây này. Tôi để nguyên vì là chưa có dọn dẹp gì mà nó đã đẹp như thế này rồi. Thì quý vị và các bạn thấy được là chiếc xe này tôi mua về nó như thế nào là tôi để nguyên như thế vậy đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Và tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần cánh cửa phía sau bên lái này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản ạ. Chúng tôi cam kết tất cả là còn nguyên bản hết, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản. Và ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên bản luôn đây quý vị các bạn nhé. Ốc bản lề này là còn nguyên hết này. Đấy, tôi quay rất chi tiết để anh em ở xa, nếu như xem xe mà chưa có thời gian, chưa sắp xếp được qua xem trực tiếp tại cửa hàng thì xem video thì có thể biết được, đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nó như thế nào nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Trải sàn 5D này. Đấy, nội thất ở phía sau này thì rất là mới, rất là đẹp rồi. Đấy, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đây, đồng hồ công tơ mét đây ạ. Chúng tôi cam kết là cái đồng hồ này là chúng tôi không tua, chạy 7 vạn km rồi đây quý vị các bạn ạ. Đấy, sản xuất năm 2016, lăn bánh 7 vạn. Và quý vị và các bạn xem đồng hồ thì quý vị và các bạn phải xem cả về cái phần vô lăng nhé. Từ không phải căn cứ đọc vào cái đồng hồ để đánh giá được cái chất lượng của xe nhé, mà chúng ta phải nhìn về đồng hồ công tơ mét này. Sau đó chúng ta xem về cái vô lăng này, xem vô lăng có còn đẹp hay không này, hay là bóng lọng hết rồi, bóng như đầu ông sư rồi thì là chạy rất nhiều nhé. Đấy, vô lăng rất là mới, rất đẹp. Sau đó chúng ta xem về cái phần cần số này, tay phanh này, đấy, những cái tay nắm cửa này. Đấy, những cái này nếu như mà nó xước sát nhiều rồi thì chứng tỏ là chiếc xe đã dùng quá nhiều, chạy quá nhiều rồi quý vị và các bạn nhé. Và nó còn mới, còn đẹp, còn đều như thế này thì chứng tỏ là chiếc xe này mới chạy ít thôi quý vị và các bạn ạ. Đấy, đi xem xe, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của anh em thợ chúng tôi đi xem xe là không phải căn cứ vào một cái đồng hồ đâu, mà căn cứ cả vào tất cả cái vô lăng, cần số, tay nắm cửa, rồi kể cả là những cái trần này quý vị các bạn này. Nếu như chạy nhiều thì những cái trần này nó sẽ rất bẩn, rất là xấu, còn nếu như mà nó chạy ít thì nó sẽ đẹp như thế này đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy.
Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái tab bi cửa phía sau. Bên phụ này, keo chỉ cũng còn nguyên đây quý vị các bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên bản này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Đây. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn này. Đây, tôi quay rất chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Từ những cái phần nội thất phía sau này, cho đến những cái phần ghế này, rất là đẹp này, ốc bản lề này còn nguyên bản và còn rất đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy. Bậc cửa, bậc chiếc này rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nhìn nó rất là mới. Và đây là chiếc táp bi cửa phía trước bên phụ đây nhá. Chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là keo chỉ nguyên bản này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Đấy, chưa mất một phân keo chỉ nào luôn. Ốc bản lề cũng còn nguyên này. Táp lô rất đẹp luôn đấy quý vị các bạn nhá. Táp lô cũng mới, chưa có xước sát gì cả. Đây, tôi quay lại cho quý vị và các bạn xem từng cái một, từng chi tiết một. Duy nhất là nó chỉ có hơi bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì thôi, chỉ còn nguyên bản hết đấy ạ. Từ những cái ốc chưa có một con ốc nào tháo ra luôn đấy quý vị các bạn ạ. Ốc nào ốc đấy đều rất mới, rất là đẹp đấy. Và đây là cái phần cốp sau đây quý vị và các bạn nhé. Cốp sau này từ những con ốc này cũng đều còn đẹp, còn nguyên zin hết đây quý vị các bạn này. Chưa có một con ốc nào mở ra cả, ốc đều đẹp hết ạ. Đấy, tất cả những con ốc này đều mới, đều đẹp luôn đây này. Keo chỉ còn nguyên hết đây ạ, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đều rất đẹp xe. Trời sắp mưa to rồi quý vị và các bạn ạ. Đấy, tôi nhanh chóng giới thiệu cho quý vị và các bạn nốt về cái phần động cơ nữa thôi, chứ trời thời tiết có vẻ không ủng hộ lúc này rồi. Thời tiết có vẻ rất là sắp mưa to đến nơi rồi đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Ford cũng đã trang bị cho chiếc Wrangler XLS 2016 này là một cái khối động cơ diesel 2.2 lít đây quý vị các bạn ạ. Và cái điều mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn là cái động cơ này còn rất đẹp. Sản xuất năm 2016 mới lăn bánh hơn 7 vạn km, cho nên là còn rất là đẹp, rất là mới đây ạ. Chúng tôi cam kết tất cả các ốc này còn nguyên bản quý vị các bạn nhé. Chưa bị tai nạn, chưa bị ngập nước, chưa có bị va chạm gì cả. Và máy móc còn nguyên bản chứ nó còn đẹp như thế này đấy ạ. Đấy, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu, mua về cái là chúng tôi để nguyên như thế này để chụp lên cho quý vị các bạn xem đấy ạ. Nó hơi bẩn một chút thôi nhưng mà rất là chất đấy quý vị các bạn. Máy dầu mà nó đẹp như thế này đấy ạ. Đấy, máy dầu nhưng mà nếu như mà chạy nhiều, chạy hơn chục vạn rồi thì bắt đầu máy móc nó sẽ ướt rồi cơ. Nhưng bây giờ là máy móc này nó còn nguyên bản đây này, còn rất đẹp quý vị các bạn nhé. Và đây là cái phần ốc cabo quý vị các bạn này. Ốc cabo nguyên bản này, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết này. Đấy, còn nguyên bản hết. Đấy, quý vị các bạn xem này, nó hơi bẩn một chút cho tôi mua về chưa có dọn dẹp gì, chứ bây giờ nếu bò dọn dẹp đi là nó sạch sẽ đẹp đẽ lắm đấy ạ. Ốc cabo nguyên bản này, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết. Từ những cái ốc tai này cũng còn nguyên hết đây quý vị các bạn nhé. Từ những cái ốc tai còn nguyên này, xương đầu các thứ còn nguyên hết ạ. Chưa có ảnh hưởng một cái gì cả, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nó còn nguyên bản và còn đẹp như thế này đấy ạ. Đấy, tôi cũng mong quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu thì đến xem trực tiếp, có thể đưa theo thợ hoặc có thể đến chúng tôi và cùng nhau đem vào hãng để check chiếc xe này, thì để quý vị và các bạn thấy được là chất lượng nó như thế nào đấy ạ. Chứ vì là xem qua video như này thì video thì tôi quay nó không được sắc nét lắm, tại vì tôi cũng chỉ quay bằng cái điện thoại thôi quý vị các bạn ạ, cho nên nó không thể sắc nét lắm và nó không có thể rõ ràng. Cho nên là nếu như quý vị và các bạn mà đến xem trực tiếp thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều đấy ạ. Đấy, mặc dù chiếc xe này chúng tôi chưa có dọn dẹp gì, nó hơi bẩn một chút thôi. Nó hơi bẩn một chút thôi chứ nhưng mà tất cả các máy móc các thứ của nó còn chất lắm đấy ạ. Chúng tôi cam kết, có thể cam kết bằng văn bản, cam kết sâu về chất lượng. Thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản. Đấy, nếu như sai, chúng tôi sẵn sàng nhận lại xe và trả lại tiền cho quý vị và các bạn ạ. Đấy. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Ford Ranger XLS 2016 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu,
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 545 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi quý vị và các bạn nhé. Rất mong được gặp lại quý vị và các bạn tại cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số hotline là 0905 608 883. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hôm nay thì thời tiết nó cũng không được ủng hộ tôi cho lắm. Tôi đem chiếc xe này ra quay thì bắt đầu là trời âm u này, xong bắt đầu sấm chớp ầm ầm, bắt đầu bây giờ lại bắt đầu đổ mưa rồi. Cho nên là chúng tôi cũng giới thiệu nhanh chóng để cho quý vị và các bạn xem về chiếc xe này. Hôm lát nữa nó mưa to thì tôi không giới thiệu được ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn đồng hành cùng kênh ô tô 360 chúng tôi. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.